Mới đây, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã tiếp nhận một trường hợp nam thanh niên trẻ tuổi mắc bệnh lậu hiếm gặp. Nguyên do được xác định là do nam thanh niên này có quan hệ với bạn gái quen qua mạng cách đó 2 ngày. Các bác sĩ khởi đầu của bệnh nhân xuất hiện tình trạng đỏ mắt phải kèm cộm mắt khi chớp. Ngày sau, mắt phải sưng nề nhanh chóng, phù mi và hốc mắt, hạn chế mở mắt kèm tăng tiết dịch mủ vàng xanh liên tục, số lượng nhiều. Bệnh nhân đau rát nhiều, đi khám tại phòng khám tư chẩn đoán viêm kết mạc mắt, điều trị uống thuốc, thuốc nhỏ mắt không rõ loại trong 7 ngày, tổn thương không thuyên giảm. Bệnh nhân khám lại tại Bệnh viện Mắt Trung ương, theo dõi tình trạng lậu mắt, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Da liễu Trung ương. Qua khai thác tiền sử cho thấy, nam thanh niên này có quan hệ tình dục đường sinh dục với bạn gái quen qua mạng trước khi xuất hiện tổn thương mắt 2 ngày. Tại thời điểm vào viện, bệnh nhân sưng nề mi mắt và hốc mắt phải, chảy dịch mủ vàng xanh liên tục số lượng nhiều, giác mạc mắt phải đục, kết mạc mắt phải đỏ, cương tụ. Khám mắt cho thấy bệnh nhân bị loét giác mạc, đáy mỏng, dọa thủng, có nhiều mủ tiền phong. Ngay sau đó thì bệnh nhân được chỉ định nhập viện điều trị bằng kháng sinh Rocephin và Azithromycin kết hợp với chăm sóc tích cực tại chỗ. Sau một ngày thì bệnh nhân đáp ứng tốt, mắt phải bớt sưng nề và giảm chảy dịch mủ rõ rệt. Để hạn chế tối đa nguy cơ tiến triển nhiễm lậu lan tỏa và biến chứng của mắt, các bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân cần đến viện khám để đánh giá đầy đủ và điều trị sớm, tránh nguy cơ biến chứng mất thị lực. Chúng mình là S News và các bạn đừng quên like, share cũng như là subscribe để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất có trong ngày nhé.